bản tin Canada cuối tuần ngày 10 tháng 4 hôm nay, các bệnh viện ở Ontario được ban hành lệnh khẩn cấp cho phép chuyển bệnh nhân mà không cần họ đồng ý. Ai sẽ được tiêm vaccine trong tuần tới trên khắp Canada? Giám đốc y tế của Canada cho biết các biến thể coronavirus đáng lo ngại đã tăng gấp 4 lần trong 2 tuần qua. Hai nhân viên làm việc tại các phòng khám tiêm chủng hàng loạt ở Toronto đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 Sản phẩm hạnh nhân khô Dried Almond đang bị thu hồi vì chất độc cyanide. Đảng Tự do phê duyệt các tiêu chuẩn Pharmacare về thu nhập cơ bản vô điều kiện tại Đại hội Quốc gia. Giá nhà so sánh với thu nhập trên khắp Canada như thế nào? Tỉnh Quebec cam kết 246 triệu đô la để giúp thu hút và hòa nhập người nhập cư. Triển lãm cá voi Orca vốn được mong đợi khai mạc tại Viện Bảo tàng Royal tỉnh BC. Hoan xin đăng ái kính chào quý vị cùng đến với bản tin Canada cuối tuần của kênh Culture Channel cập nhật một số tin Canada nổi bật thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thưa quý vị, nếu quý vị chưa đăng ký, chưa subscribe, chúng tôi xin kính mời quý vị đăng ký subscribe và nhớ bấm nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có video mới và rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách giúp chia sẻ, share video và bấm nút like nếu các bạn thấy thông tin là hữu ích. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây là bản tin chi tiết. Có lẽ bạn cho rằng hành vi đến thăm bạn bè khi rảnh rỗi là chuyện bình thường, vô thưởng vô phạt. Thế nhưng trong lúc chúng ta bình thản sinh sống như mọi ngày, thì một số người vì hành vi của chúng ta mà họ đang vùng vẫy để sống còn. Trong lúc nhiều người vẫn chưa đến lượt chết ngừa và trước khi tất cả mọi người đều được chích ngừa COVID-19, xin quý vị cố gắng ở nhà và chỉ ra ngoài khi tối cần thiết. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng covid19-ontario.ca Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario Bộ Y tế Canada cho biết trong một thông cáo vào hôm thứ Sáu, Cơ quan y tế của chính phủ tỉnh Ontario đã ban hành hai lệnh khẩn cấp để giúp các bệnh viện đối phó với sự gia tăng trong số ca nhập viện do COVID-19 và những trường hợp nhập phòng chăm sóc đặc biệt đang làm quá tải hệ thống y tế. Một lệnh cho phép các bệnh viện chuyển bệnh nhân mà không cần sự đồng ý của họ nếu các cơ sở đó có nguy cơ bị quá tải. Đây là lần đầu tiên một mệnh lệnh như vậy được đưa ra trong thời kỳ đại dịch. Lệnh còn lại cho phép tái bố trí các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và nhân viên khác làm việc cho các cơ quan chăm sóc cộng đồng của tỉnh đến làm việc tại các bệnh viện. Có hiệu lực ngay lập tức, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các nhân viên khác của các tổ chức dịch vụ hỗ trợ chăm sóc y tế, gia đình và cộng đồng tỉnh Ontario sẽ được cấp quyền để triển khai nhân viên khi cần, chẳng hạn như điều phối viên chăm sóc, y tá và những người khác làm việc tại các bệnh viện mà đang có áp lực công suất đáng kể do Covid-19. Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Christine Elliott cho biết, những nhân viên này sẽ làm việc chủ yếu với tư cách là y tá để cho phép các y tá có kinh nghiệm chăm sóc đặc biệt chuyển đến các đơn vị đó. Trong thời gian nhu cầu chăm sóc đặc biệt tăng đột biến, các bệnh viện sẽ được phép chuyển bệnh nhân mà không cần sự đồng ý của họ. Hoặc khi bệnh nhân không có khả năng phải có sự đồng ý của người đưa ra quyết định thay thế cho họ. Bác sĩ chăm sóc phải đồng ý rằng bệnh nhân sẽ được sự chăm sóc mà họ yêu cầu tại địa điểm khác và việc chuyển viện sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng của bệnh nhân. Sau khi nhu cầu cao đã qua, bệnh viện mà bệnh nhân được chuyển đến sẽ được yêu cầu nỗ lực hợp lý để chuyển bệnh nhân trở lại vị trí ban đầu hoặc đến một địa điểm thích hợp khác với sự đồng ý của họ càng sớm càng tốt. Bộ trưởng Elliot cho biết việc chuyển viện không có sự đồng ý sẽ chỉ được thực hiện trong những trường hợp cực kỳ nghiêm trọng. Đồng thời cho biết thêm rằng, chưa có bệnh viện nào trong tỉnh đang đến mức công suất này. Tuy nhiên, bà lưu ý rằng đó chỉ là vấn đề thời gian. Các biện pháp này dự kiến sẽ tăng công suất của phòng chăm sóc đặc biệt ICU ở tỉnh Ontario lên đến 1.000 giường bệnh. Các lệnh sẽ vẫn có hiệu lực trong 14 ngày trừ khi bị thu hồi hoặc gia hạn các bệnh viện cũng đã được yêu cầu giảm bớt tất cả các ca phẫu thuật tự chọn và các hoạt động không khẩn cấp để duy trì năng lực chăm sóc đặc biệt và nguồn nhân lực, có hiệu lực vào thứ hai. Lệnh này sẽ tạo ra thêm từ 700 đến 1.000 chỗ trong các bệnh viện sẽ được sử dụng cho bệnh nhân COVID-19. Ai sẽ được tiêm vaccine trong tuần tới trên khắp Canada? Chỉ huy quân đội phụ trách hậu cần cho chương trình phân phối vaccine của Canada cho biết sẽ có đủ vaccine được phân phối để tiêm liều đầu tiên trước ngày lễ Canada cho mọi người lớn muốn tiêm vaccine. Thiếu tướng Daniel Fortin nói rằng đó là nếu các tỉnh tuân theo lời khuyên để trì hoãn liều thứ hai đến 4 tháng. Ông cũng cảnh báo rằng nó phụ thuộc vào việc nguồn cung không bị trì hoãn nữa. Bộ Y tế Canada dự đoán có tổng cộng 36,5 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech, Moderna và AstraZeneca từ Viện Huyết Thanh Ấn Độ vào ngày 30 tháng 6. Tại tỉnh Ontario, một số cư dân của Toronto và vùng Peel từ 50 tuổi trở lên hiện có thể đặt lịch hẹn tiêm vaccine COVID-19 Thành phố Toronto cho biết những người sống trong các khu vực điểm nóng trong độ tuổi từ 50 tuổi trở lên có thể đặt lịch hạn để được tiêm, trong khi vùng Peel đã mở lịch hạn cho tất cả cư dân trong nhóm tuổi này. Thành phố Toronto sẽ bắt đầu tiêm vaccine cho những cư dân đó vào ngày 12 tháng 4. Chính phủ tỉnh Ontario cũng đã thông báo cho biết bắt đầu từ tuần 5 tháng 4, những người từ 60 tuổi trở lên có thể đặt lịch hạn tiêm vaccine ở mọi khu vực. Thủ hiến Doug Ford đã đặt mục tiêu tiêm mũi vaccine đầu tiên cho 40% dân số Ontario, tức 5 triệu người dân trong tháng tới. Tỉnh Quebec đã mở rộng quyền tiếp cận với vaccine COVID-19 cho người dân Montreal, những người là công nhân thiết yếu hoặc những người mắc bệnh mãn tính. Những người lao động thiết yếu như giáo viên và nhân viên phản hồi đầu tiên hiện có thể đặt lịch hẹn và sẽ cần cung cấp bằng chứng về việc làm những người dân Montreal dưới 60 tuổi mắc bệnh mãn tính sẽ có thể nhận vaccine tại bệnh viện bắt đầu từ ngày 12 tháng 4. Những người dân Quebec ở độ tuổi từ 55 đến 79 hiện có thể nhận được vaccine Oxford-AstraZeneca tại các phòng khám walk-in clinics trong tỉnh, không cần làm hẹn trước. Tỉnh Quebec cũng đã mở các cuộc đặt lịch hẹn tiêm chủng COVID-19 cho bất kỳ ai trên 60 tuổi trên toàn tỉnh. Vào ngày 8 tháng 4, các quan chức đã công bố 13 công ty đầu tiên sẽ vận hành các phòng khám tại nơi làm việc của họ, với mỗi địa điểm có thể tiêm chủng cho 25.000 người trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8. Các công ty tham gia bao gồm National Bank, Bell và Group CH, chủ sở hữu của đội khúc cung cầu Montreal Canadiens. Các phòng khám sẽ được đặt tại 8 khu vực y tế khác nhau và sẽ đi vào hoạt động trước ngày 1 tháng 5 cơ quan quản lý sân bay của Montreal sẽ hợp tác với Air Canada và Bombardier để tạo ra một trung tâm tiêm chủng vận hành tại hai địa điểm ở tầng khởi hành của nhà ga, sân bay và trong nhà chứa máy bay Bombardier gần đó. Tỉnh Alberta Bất kỳ ai sinh năm 1963 trở về trước đều có thể đăng ký tiêm vaccine. Trước ngày 23 tháng 4, những người dân Alberta sinh năm 2005 trở về trước với bệnh lý nền có nguy cơ cao cũng sẽ đủ điều kiện. Hơn 250 hiệu thuốc đang cung cấp dịch vụ chủng ngừa và các bác sĩ cộng đồng sẽ chích ngừa tại các phòng khám của họ vào cuối tháng 4. Các cuộc hẹn tiêm vaccine AstraZeneca cho những người từ 55 đến 64 tuổi cũng đang được tiến hành thông qua dịch vụ y tế Alberta Health Services ở Edmonton và Calgary. Bộ trưởng Bộ Y tế Tyler Sandro cho biết tỉnh dự kiến sẽ cung cấp cho tất cả người dân Alberta 18 tuổi trở lên một liều vaccine đầu tiên vào cuối tháng 6. Tỉnh British Columbia Với gần 1 triệu người dân tỉnh BC đã được tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên, các quan chức đã thông báo vào thứ Bảy hôm nay rằng những người từ 60 tuổi trở lên, tức là sinh năm 1961 hoặc sớm hơn, có thể đăng ký đến lượt mình. Người bản địa từ 18 tuổi trở lên và những người cực kỳ dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng cũng có thể đăng ký đặt lịch hẹn tiêm vaccine thông qua hệ thống tiêm chủng mới Get Vaccinated trực tuyến của tỉnh hoặc gọi cho số điện thoại 1833 838 2323. Tỉnh cũng đang tiêm vaccine AstraZeneca cho những người trong độ tuổi từ 55 đến 65 tại các nhà thuốc trên toàn tỉnh. Những người từ 55 đến 65 tuổi hiện có thể gọi điện đến hiệu thuốc địa phương của họ và đặt lịch hẹn. Họ có thể tới hơn 150 nhà thuốc tham gia mà không cần đặt hẹn. Tỉnh Saskatchewan, cơ quan y tế tỉnh Saskatchewan đang đặt lịch hẹn tiêm chủng cho những cư dân từ 55 tuổi trở lên, độ tuổi tối thiểu giảm xuống còn 50 đối với những người sống ở vùng viễn Bắc. Những người được coi là dễ bị tổn thương về mặt y tế và những người có bệnh lý nền hiện cũng có thể được tiêm phòng, nhưng họ phải đợi để nhận được thư trước. Các nhân viên chăm sóc sức khỏe được ưu tiên cũng có trong danh sách. Tỉnh đã mở các cơ sở tiêm chủng drive through tại các cộng đồng trên toàn tỉnh. Ở Regina, chương trình tiêm chủng drive through chỉ dành cho những cư dân 53 hoặc 54 tuổi vào ngày chủng ngừa. Tỉnh Manitoba đang tiêm chủng cho những người từ 60 tuổi trở lên, trong dân số nói chung và những người thuộc cộng đồng First Nations từ 40 tuổi trở lên. Các quan chức y tế có kế hoạch tiếp tục giảm độ tuổi tối thiểu từng chút một trong những tháng tới. Tỉnh hiện đã tiêm ít nhất một liều cho khoảng 18% dân số từ 18 tuổi trở lên. Lãnh đạo y tế của lực lượng đặc nhiệm vaccine của tỉnh cho biết tất cả người lớn trong tỉnh có thể tiêm liều đầu tiên vào cuối tháng 6 nếu nguồn cung ổn định. Vaccine AstraZeneca không còn chỉ được sử dụng cho những người trong nhóm từ 55 đến 64 với bệnh lý nền. Các liều thuốc cũng được cung cấp cho bất kỳ ai từ 65 tuổi trở lên, với trọng tâm là những người có thể gặp khó khăn đi đến các địa điểm tiêm chủng hàng loạt. Tỉnh Nova Scotia Tất cả những người dân Nova Scotia muốn chủng ngừa có thể tiêm mũi đầu tiên vào cuối tháng 6. Mục tiêu ban đầu là tháng 9. Kể từ ngày 9 tháng 4, những người dân Nova Scotia từ 65 tuổi trở lên có thể nhận liều đầu tiên. Tỉnh cũng đang có kế hoạch sử dụng các phòng khám di động để tiêm chủng cho khoảng 900 người làm việc hoặc sử dụng các trại tạm trú cho người vô gia cư trong khu vực Halifax. Cơ quan y tế công cộng đang hợp tác với các dược sĩ và bác sĩ để cung cấp vaccine tại 25 địa điểm. Trong khi đó, Nova Scotia đã bổ sung các sĩ quan cảnh sát tuyến đầu vào danh sách những người đủ điều kiện tiêm chủng trong giai đoạn 2 của kế hoạch triển khai của tỉnh, cùng với các nhóm như tài xế xe tải đường dài và nhân viên bệnh viện trên 60 tuổi. Tỉnh Newfoundland Các quan chức y tế cho biết việc tiêm chủng đã bắt đầu cho nhân viên y tế phản ứng đầu tiên, đăng ký cho vaccine COVID-19 đã mở cho những người từ 70 tuổi trở lên và cho nhân viên hỗ trợ tại nhà. Các quan chức y tế ở tỉnh Prince Edward Island cho biết họ sẽ chuyển trọng tâm sang tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên cho tất cả người lớn trước ngày 1 tháng 7, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải trì hoãn mũi thứ hai. Tỉnh New Brunswick Các quan chức y tế thông báo ngày 18 tháng 3 rằng những người từ 80 tuổi trở lên, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tiếp xúc gần với bệnh nhân và những người có tình trạng y tế phức tạp đủ điều kiện nhận vaccine COVID-19 những người từ 80 tuổi trở lên, người chăm sóc hoặc thành viên gia đình thay mặt họ có thể đặt lịch hẹn tiêm vaccine tại hiệu thuốc. Tất cả cư dân của Viện Dưỡng Lão đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Vùng lãnh thổ Nunavut và Northwest Territories, hai khu vực lãnh thổ này dự kiến sẽ hoàn thành việc triển khai vaccine liều đầu tiên và liều thứ hai vào cuối tháng 4. Sau đây là cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Giám đốc y tế của Canada hôm thứ Bảy cho biết, các biến thể coronavirus đáng lo ngại đã gần như tăng gấp 4 lần ở nước này trong hai tuần qua. Tiến sĩ Theresa Tam cho biết, Canada đã ghi nhận 24.995 trường hợp biến thể tính đến thứ Năm, đó là so với 6.325 trường hợp như vậy vào ngày 24 tháng 3. Ở các nơi mà các biến thể đáng quan tâm đang tăng mạnh, các khu vực pháp lý này đã thắt chặt các hạn chế, theo một bài đăng trên Twitter của bà Tham. Điều này thật khó khăn và chán nản đối với tất cả chúng ta, nhưng nó còn hơn thế nữa đối với các nhân viên y tế và nhân viên thiết yếu, những người đang tiếp tục cung cấp nguồn cung, chăm sóc và hỗ trợ quan trọng cho chúng ta. Tính đến tối ngày 10 tháng 4, Canada báo cáo thêm 7.262 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.052.539 trong số đó có 70.484 ca còn bệnh. Đã có hơn 958.000 ca phục hồi, số ca tử vong là 23.287. Tính đến chiều thứ Bảy, có hơn 7.8 triệu liều vaccine đã được tiêm trên khắp Canada. Có trên 7 triệu người dân Canada đã được tiêm ít nhất một liều. Trong đó, thì 794.186 người dân đã được tiêm đầy đủ hai liều. Tỉnh Ontario báo cáo thêm 3.813 ca bệnh mới và thêm 19 ca tử vong có 1.524 người đang nhập viện với 585 người phải nhập phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Hiện tỉnh có 30.999 ca đang còn bệnh, trong đó Toronto có 9.927 ca đang còn bệnh, vùng Peel có 6.005 ca, vùng York có 2.969 ca còn bệnh, Durham còn 1.560 ca bệnh, Ottawa còn 2.286 ca bệnh. Niagara có 770 ca còn bệnh, Hamilton 898 ca còn bệnh, Middlesex London có 1.188 ca còn bệnh. Tính đến chiều thứ Bảy, tỉnh đã tiêm trên 3 triệu liều vaccine COVID-19. Tỉnh Quebec báo cáo thêm 1.754 ca nhiễm mới và thêm 11 ca tử vong. Đây là con số nhiễm bệnh hàng ngày cao nhất kể từ ngày 17 tháng 1. Số ca nhập viện là 583 người, với 138 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Khu vực thành phố Quebec tiếp tục là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh, với hơn 400 ca bệnh trong ngày thứ ba liên tiếp. Các biện pháp khẩn cấp ở thành phố Quebec, Lavi và Gatineau, cũng như các thị trấn trong vùng Chaudière-Appalaches đã được gia hạn cho đến ít nhất là ngày 19 tháng 4. Tỉnh hiện có 12.371 ca đang còn bệnh. Tỉnh đã tiêm trên 1.8 triệu mũi tiêm cho đến nay. Tại tỉnh BC, các hiệp hội giáo viên trên toàn vùng Vancouver Coastal Health kêu gọi tỉnh bang tiêm chủng ngay lập tức cho tất cả các nhân viên đang làm việc tại trường học, với lý do số ca mắc bệnh ngày càng gia tăng và số lượng trường học phơi nhiễm cao. Trong một tuyên bố bằng văn bản, Chủ tịch các hiệp hội giáo viên ở Richmond, Vancouver, Powell River, Sea to Sky, North Vancouver và West Vancouver cho biết tỉnh đang thất bại trong lời hứa tiêm chủng cho tất cả những người lao động thiết yếu, bao gồm cả giáo viên vào cuối tháng 4. Tỉnh có 9.574 ca đang còn bệnh, trong đó thì vùng Fraser có 4.616 ca còn bệnh, khu ven biển Vancouver Coastal có 3.214 ca bệnh, vùng nội địa có 833 ca bệnh, đảo Vancouver Island có 569 ca và vùng phía bắc có 333 ca. Tỉnh đã tiêm trên 1 triệu liều vaccine COVID-19. Tỉnh Alberta đã báo cáo 1.293 ca nhiễm mới vào thứ Bảy hôm nay. Tỉnh mở rộng chương trình xét nghiệm nhanh trong các trường học với quy mô lên đến 200.000 học sinh và 20.000 nhân viên. Chương trình này theo sau một thí điểm ở hai trường học ở Calgary được đưa ra vào tháng trước. Bây giờ, tỉnh đang thành lập các nhóm để mở rộng lên đến 300 trường học trên khắp Edmonton, Calgary, Lethbridge và Grand Prairie. Khoảng 440.000 bộ xét nghiệm nhanh sẽ được phân phối cho các trường học bắt đầu trong những tuần tới. Tỉnh hiện có 13.687 ca còn bệnh, trong đó vùng Calgary có 6.361 ca còn bệnh, Edmonton có 3.320 ca còn bệnh. Tỉnh đã tiêm trên 847.000 liều vaccine COVID-19. Tỉnh Manitoba có 135 ca nhiễm mới báo cáo vào thứ Bảy hôm nay và một ca tử vong. Tỉnh hiện còn 1.259 ca bệnh, trong đó Winnipeg có 503 ca còn bệnh, khu vực phía Bắc có 616 ca bệnh. Tỉnh đã tiêm trên 273.000 liều vaccine. Tỉnh Saskatchewan báo cáo thêm 236 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca còn bệnh ở tỉnh lên 2.381 ca. Trong đó, Regina có 1.039 ca còn bệnh, Saskatoon có 376 ca bệnh. Tỉnh đã tiêm gần 269.000 mũi tiêm cho đến nay. Tại khu vực Đại Tây Dương, Nova Scotia báo cáo 8 ca nhiễm mới, các ca đang bệnh tăng lên 43 người. Newfoundland có 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 14 người. Ở New Brunswick, các khu vực Edmundston và Haut-Madawaska sẽ áp dụng các hạn chế chặt chẽ hơn có hiệu lực vào thứ bảy lúc 11 giờ 59 tối. Tất cả các doanh nghiệp không thiết yếu trong khu vực phải đóng cửa. Tỉnh còn 149 ca bệnh. PEI còn 6 ca bệnh trên vùng phía Bắc, vùng lãnh thổ Northwest Territories còn một ca bệnh. Hai nhân viên làm việc tại các phòng khám tiêm chủng hàng loạt ở Toronto có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hai nhân viên của thành phố làm việc tại hai phòng khám tiêm chủng hàng loạt của Toronto đã có kết quả dương tính với virus. Một người làm việc tại Metro Toronto Convention Center từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 4 và người kia làm việc tại Scarborough Town Centre từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4. Bất kỳ ai đã ở một trong hai phòng khám trong thời gian đó đều được yêu cầu tự theo dõi các triệu chứng COVID-19 trong 14 ngày sau khi họ đến. Thành phố cho biết họ và Bộ Y tế Công cộng Toronto đã thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn cho nhân viên phòng khám và những người có lịch hẹn tiêm chủng. Thành phố cho biết trong một thông cáo báo chí các cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định xem liệu có rủi ro nào đối với bệnh nhân hoặc nhân viên hay không. Bất kỳ nhân viên nào có thể tiếp xúc với các cá nhân đó đều đã được thông báo và đang tuân theo chỉ đạo về sức khỏe cộng đồng. Các phòng khám đã được làm sạch và vệ sinh kỹ lưỡng. Bộ Y tế Công cộng Toronto cho biết, rủi ro đối với công chúng nói chung đến các phòng khám là cực kỳ thấp, bởi vì các nhân viên và những người có thể đã tiếp xúc với họ đều mặc thiết bị bảo hộ cá nhân và giữ khoảng cách an toàn. Nếu các triệu chứng phát triển, hãy đi xét nghiệm và tự cách ly ngay lập tức. Sản phẩm hạnh nhân khô Dried Almond đang bị thu hồi vì chất độc cyanide. Một sản phẩm hạnh nhân khô Dried Almond đang bị thanh tra thực phẩm thu hồi vì nó có thể gây ngộ độc cyanide. Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada gọi tắt là CFIA đã thu hồi các loại hạnh nhân sấy khô được cho là của nhãn hiệu Double Happiness được bán ở tỉnh Alberta, British Columbia, Manitoba và có thể cả các tỉnh bang khác. Tiêu thụ Dried Almond, nhãn hiệu Double Happiness, có thể gây ngộ độc CNI, thông báo thu hồi kỳ ngày 9 tháng 4. Hạnh nhân được bán trong các gói 200g trong các cửa hàng là của một công ty Canada tên là Thân Hout Enterprises Limited. Việc thu hồi cụ thể này ảnh hưởng đến một nhãn hiệu hạnh nhân và không phải là đợt thu hồi chung đối với tất cả các sản phẩm hạnh nhân khô. Hạnh nhân sấy khô của thương hiệu Double Happiness đang bị thu hồi từ các cửa hàng do chứa độc tố tự nhiên amygdalin, thông báo từ CFIA cho biết. Người tiêu dùng không nên tiêu thụ sản phẩm bị thu hồi, được mô tả dưới đây vì nó chứa quá nhiều amygdalin có thể gây ngộ độc cyanide cấp tính, thông báo cho biết. Việc thu hồi này diễn ra sau một cuộc điều tra và thu hồi một số loại hạt mơ khô, apricot kernels, có thể trông và mùi vị tương tự như hạt hạnh nhân. Trong tuyên bố của mình về hạnh nhân của thương hiệu Double Happiness, cơ quan CFIA không trực tiếp chỉ rõ sản phẩm hạnh nhân khô mà họ đang thu hồi có thực sự là hạt mơ khô hay không. Tuy nhiên, tuyên bố của họ đề cập đến những nguy hiểm khi ăn hạt mơ. Hạt quả mơ có chứa amygdalin một cách tự nhiên có thể giải phóng cyanide sau khi ăn, tuyên bố này cho biết. Cơ thể con người có thể loại bỏ một lượng nhỏ cyanide, nhưng lượng lớn hơn có thể dẫn đến ngộ độc cyanide, có thể dẫn đến tử vong. Amygdalin đôi khi được gọi là vitamin B17, mặc dù Bộ Y tế Canada không công nhận loại vitamin này theo quy định thực phẩm và dược phẩm của liên bang. Các triệu chứng của ngộ độc cni có thể bao gồm suy nhược và lú lẫn, lo lắng, bồn chồn, đau đầu, buồn nôn, khó thở và thở gấp, mất ý thức, co giật và ngừng tim. Các sản phẩm được bán theo mã code UPC là 6264300001608 với ngày hạn là trước ngày 30 tháng 12 năm 2020. Bất kỳ ai có sản phẩm này trong nhà nên vứt bỏ hoặc trả lại cửa hàng. Đảng Tự do phê duyệt các tiêu chuẩn Pharmacare về thu nhập cơ bản phổ quát tại đòi hội quốc gia. Đảng viên Đảng Tự do đã hoàn toàn thông qua một nghị quyết kêu gọi chính phủ liên bang phát triển và thực hiện thu nhập cơ bản phổ quát Universal Basic Income, bất chấp việc Thủ tướng Justin Trudeau tỏ ra thiếu nhiệt tình với ý tưởng này. Nghị quyết đã được thông qua bằng một cuộc bỏ phiếu 491 trên 85 vào thứ Bảy tại hội nghị trực tuyến của đảng cầm quyền. Nó sẽ tự động trở thành chính sách chính thức của đảng cùng với 10 nghị quyết ưu tiên hàng đầu khác đã được đẩy nhanh tại đại hội. 26 nghị quyết khác cũng đã được thông qua vào sáng thứ Bảy nhưng vẫn phải thông qua một cuộc bỏ phiếu khác sau đó trong ngày để được thu hẹp xuống còn 15 và trở thành chính sách chính thức của đảng. Trong số 26 nghị quyết đó có các nghị quyết kêu gọi thực thi các tiêu chuẩn quốc gia cho các nhà chăm sóc dài hạn, tăng 10% hỗ trợ an ninh tuổi già cho những người từ 70 tuổi trở lên và thực hiện chương trình dược phẩm PharmaCare quốc gia mà chính phủ Trudeau đã hứa nhưng cho đến nay chỉ thực hiện các bước gia tăng để đạt được. Những nghị quyết khác kêu gọi một thỏa thuận xanh mới để bảo đảm một quá trình chuyển đổi công bằng sàn phát thải carbon rồng bằng zero vào năm 2050 đầu tư vào các dự án chuyển đổi để tạo việc làm cho người lao động bị thay thế bởi quá trình chuyển đổi đó và ưu đãi thuế cho các tập đoàn lớn đầu tư vào phát triển tài nguyên tái tạo. Ngoài ra còn có những lời kêu gọi đầu tư vào nhà ở giá cả phải chăng, một tuyến đường sắt cao tốc xuyên Canada, mở rộng khả năng tiếp cận internet tốc độ cao và các biện pháp để biến Canada thành một siêu cường nông nghiệp. Những người tham gia chỉ bác bỏ 5 nghị quyết, bao gồm một nghị quyết yêu cầu áp thuế thừa đối với tất cả tài sản trên 2 triệu đô la và giảm miễn trừ mức thuế capital gain 40%. Nhưng Thủ tướng Trudeau đã cho thấy sự thiếu nhiệt tình đối với ý tưởng thu nhập cơ bản phổ quát Universal Basic Income, cho rằng bây giờ không phải là lúc bắt tay vào một cuộc đại tu mạng lưới an toàn xã hội tốn kém. Quan chức ngân sách quốc hội tuần trước đã kết luận rằng thu nhập cơ bản phổ quát gần như có thể giảm một nửa tỷ lệ nghèo đói của Canada chỉ trong một năm, nhưng với chi phí đắt đỏ là 85 tỷ đô la trong giai đoạn năm 2021 đến 2022 sẽ tăng lên 93 tỷ đô la vào năm 2025 đến 2026. Thủ tướng Trudeau sẽ kết thúc đại hội 3 ngày vào cuối ngày hôm nay bằng một bài phát biểu quan trọng. Giá nhà so sánh với thu nhập trên khắp Canada như thế nào? Có một thước đo đơn giản trong tài chính cá nhân về việc mua nhà, đó là người mua nên nhắm đến một bất động sản có giá cao gấp 4 lần thu nhập của họ hoặc thấp hơn. Nhưng khả năng tuân thủ quy tắc đơn giản đó của người Canada đang nhanh chóng biến mất trên phần lớn đất nước khi giá trị bất động sản tiếp tục tăng cao. Trong sự bùng nổ nhà ở liên quan đến đại dịch, giá trị bất động sản nhà ở trung bình đã tách biệt khỏi thu nhập trung bình trên các vùng rộng lớn của đất nước. Dưới đây là cái nhìn tổng quát về thu nhập trung bình so với giá nhà trung bình trên các thị trường trong 40 năm qua. Theo số liệu của Hiệp hội Bất động sản Canada và Cơ quan Thống kê Canada, giá nhà trung bình trên toàn quốc hiện gấp hơn 7 lần thu nhập trung bình của một hộ gia đình. Giá nhà trung bình không phải là thước đo hoàn hảo về những gì người mua nhà đang phải đối mặt trong thế giới thực vì chỉ số này có thể bị ảnh hưởng bởi sự khác nhau của các loại nhà được bán trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, những con số này cho thấy khả năng chi trả đang bị xói mòn, nhanh chóng như thế nào. Trong hơn một thập kỷ, giá nhà tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập là một vấn đề thường gặp ở Vancouver và Toronto, hai trong số các thị trường bất động sản sôi động và đắt giá nhất của đất nước. Tại khu vực Greater Vancouver, Giá nhà trung bình gần bằng 12 lần thu nhập trung bình của địa phương vào năm 2016. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Bất động sản Canada và Cơ quan Thống kê Canada. Tỷ lệ đó đã giảm một vài bậc sau khi tỉnh thực hiện các biện pháp nhằm hạ nhiệt thị trường nhà ở từ nửa cuối năm 2016 đến năm 2018. Nhưng trong bối cảnh đại dịch, tỷ lệ này đã tăng trở lại. Tại Toronto, giá nhà trung bình dao động khoảng 8 lần so với thu nhập trung bình của hộ gia đình địa phương trước đại dịch. Bây giờ nó đã đạt gấp 10 lần thu nhập trung bình của người Toronto. Ở Ottawa và Montreal, giá nhà trung bình hiện nay gấp khoảng 6 lần thu nhập hộ gia đình địa phương. Ở Moncton, New Brunswick, các căn nhà vẫn có giá tương đối phải chăng, nhưng giá nhà tăng vọt gần đây là đáng chú ý. Trong năm 2019, giá nhà trung bình tại địa phương vượt trội gấp 2,5 lần thu nhập trung bình của hộ gia đình ở tỉnh này. Bây giờ một ngôi nhà giá trung bình có giá trị gấp 3,5 lần thu nhập. Bước nhảy này đã rõ rệt hơn ở một số cộng đồng nhỏ hơn của Canada. Vào tháng 2, nhà kinh tế học Sal Gautieri của Bank of Montreal lưu ý rằng, tại Woodstock, Ontario, giá nhà chuẩn đã tăng ở mức 118.200 đô la trong 12 tháng trước đó, nhiều hơn mức 86.970 đô la mà một gia đình địa phương kiếm được vào năm 2018. Ngay cả ở tỉnh bang Alberta, nơi thị trường nhà ở đã lắng xuống trong nhiều năm, hoạt động đang nóng lên. Năm nay Calgary có tháng 3 tốt nhất về doanh số bán hàng kể từ năm 2007. Giá nhà chuẩn đã cao hơn 6% so với mức của năm ngoái, mặc dù giá trị bất động sản vẫn thấp hơn mức cao nhất năm 2014. Triển lãm cá voi orca vốn được mong đợi được khai mạc tại Viện Bảo tàng Royal của tỉnh BC. Một cuộc triển lãm mới tại Bảo tàng Royal tỉnh BC sẽ đưa bằng vào cuộc sống của quần thể cá voi sát thủ của tỉnh BC, với trọng tâm cụ thể là các quần thể phía Nam. Triển lãm được mong đợi có tên Orcas Our Shared Future đã bị trì hoãn một năm do COVID-19 dự kiến bắt đầu vào ngày 16 tháng 4. Ông Gavin Hank, người phụ trách ngành động vật học có xương sống tại bảo tàng, cho biết cuộc triển lãm tập hợp các tác phẩm của các nhà khoa học, những người lưu giữ kiến thức bản địa và các nhà thơ, nghệ sĩ và người kể chuyện. Triển lãm có các bản sao cá voi, orca, có kích thước như thật cũng như hơn 100 hiện vật văn hóa và khoa học quan trọng như mặt nạ kiêu vũ của Richard Hunt, hộp đựng cá voi sát thủ bằng vàng được chạm khắc tinh xảo của Bill Reed Haida và một bức tranh do họa sĩ truyện tranh Michael Nico Jagulena ủy quyền vẽ. Ông Hank cho biết, ông hy vọng cuộc triển lãm cũng sẽ làm nổi bật những thách thức môi trường khắc nghiệt đang tồn tại đối với cá voi sát thủ cư trú ở phía nam. Nhóm này chủ yếu ăn cá hồi sống ở biển Salish vào mùa hè và mùa thu, nhưng có thể di chuyển giữa San Francisco và miền nam Alaska vào những thời điểm khác. Cuộc triển lãm sẽ diễn ra cho đến ngày 9 tháng 1 năm 2022. Các quy trình COVID-19 dành cho khách tham quan được áp dụng tại bảo tàng. Tỉnh Quebec cam kết 246 triệu đô la để giúp thu hút và hòa nhập người nhập cư. Ngân sách mới của tỉnh Quebec có sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu cho người nhập cư để kích thích sự phục hồi kinh tế, Bộ trưởng Tài chính Quebec, Eric Girard, đã lập bản ngân sách tỉnh năm 2021-2022 vào ngày 25 tháng 3. Ngân sách mới này cung cấp thêm 246 triệu đô la trong 3 năm tới để giúp bộ trưởng Bộ Di trú tăng cường nỗ lực công nhận kỹ năng của người nhập cư và khuyến khích nhập cư trong khu vực dựa trên nhu cầu của thị trường lao động. Với khoản tài trợ này, chính phủ cũng sẽ có thể tăng cường hỗ trợ cho những người nhập cư mới tham gia các khóa học tiếng Pháp và thúc đẩy việc thu hút và giữ chân sinh viên quốc tế. Chính phủ áp dụng một kế hoạch hành động liên sở để cải thiện và đẩy nhanh việc công nhận kỹ năng của các cá nhân được đào tạo ở nước ngoài để họ có thể nhanh chóng hòa nhập vào thị trường lao động tỉnh Quebec bằng cách làm một công việc phù hợp với kỹ năng của họ. Nhận thức được rằng hầu hết người nhập cư có xu hướng định cư ở các khu vực đô thị lớn, các chính sách nhập cư gần đây ở Quebec và các nơi khác ở Canada đã tìm cách khuyến khích sự phân bố người nhập cư đa dạng hơn về mặt địa lý. Ngân sách mới của tỉnh Quebec phản ánh cam kết của tỉnh trong việc khu vực hóa nhập cư trong bối cảnh thiếu lao động. 57 triệu đô la trong 2 năm đã được cung cấp để thực hiện các sáng kiến nhằm tăng tỷ lệ người nhập cư định cư ở một số khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tình trạng thiếu lao động. Ngân sách mới của tỉnh Quebec cũng cung cấp nguồn vốn mới cho quá trình hồi nhập của những người nhập cư. Trong hai năm tới, 50 triệu đô la sẽ được dành để tăng nguồn lực giáo dục và hỗ trợ tài chính để người nhập cư tham gia các khóa học tiếng Pháp. Cuối cùng, chính phủ công nhận tầm quan trọng của việc hỗ trợ sinh viên quốc tế, những người đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển mạng lưới tri thức của tỉnh và tăng trưởng kinh tế. Do đó, chính phủ Quebec sẽ cung cấp hơn 9 triệu đô la trong 3 năm để giúp thu hút và giữ chân sinh viên quốc tế. Rất cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi bản tin Canada cuối tuần vào ngày 10 tháng 4 do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Một lần nữa, Hoàng Anh xin kính mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn nhị dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi nha! và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức cũng như là nguồn động lực để giúp chương trình có thể được tiếp tục. Rất cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các bạn. Xin chúc các bạn một cuối tuần an lành và nhiều hạnh phúc. Hoàng Anh xin kính chào tạm biệt. Có lẽ bạn cho rằng hành vi đến thăm bạn bè khi rảnh rỗi là chuyện bình thường, vô thưởng vô phạt. Thế nhưng trong lúc chúng ta bình thản sinh sống như mọi ngày thì một số người vì hành vi của chúng ta mà họ đang vùng vẫy để sống còn. Trong lúc nhiều người vẫn chưa đến lượt chích ngừa và trước khi tất cả mọi người đều được chích ngừa COVID-19, xin quý vị cố gắng ở nhà và chỉ ra ngoài khi tối cần thiết. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng covid19/ontario-ca. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.